Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Trong số các môn thi bắt buộc, ngữ văn được xem là môn thi thách thức nhất đối với học sinh trong quá trình ôn thi. Thấu hiểu điều này, giáo viên bộ môn ngữ văn đã đưa ra một số lưu ý trong giai đoạn nước rút với các sĩ tử tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Thứ nhất, các em phải chuẩn bị một cái nền tảng kiến thức rất là chắc chắn bằng cách là trong giai đoạn nước rút này, các em nên hệ thống hóa lại kiến thức. Thứ hai là hệ thống hóa lại các kỹ năng mà các thầy cô giáo đã trang bị. Từ đó các em cũng có những cái chuẩn bị tâm lý phòng thi thật là tốt. Trước ngày thi thì các em cũng nên chuẩn bị cho mình cái tâm thế thoải mái nhất. Các em nên đi ngủ sớm để ngày hôm sau có đầy đủ cái năng lượng để chúng ta làm bài. Sai đề, lạc đề, thiếu dẫn chứng, bỏ sót ý, không phân bổ thời gian là những lỗi sai thường thấy của học sinh khi làm bài thi ngữ văn vào lớp 10. Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, cô Trịnh Ngọc Ánh đã chia sẻ một số bí quyết làm bài, hạn chế mất điểm oan, giúp thí sinh đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Các em nên đọc kỹ đề bài và phân loại các cái câu hỏi. Với dạng câu hỏi ở mức độ nhận biết thì các em nên tận dụng tối đa để trả lời một cách chính xác nhất các câu hỏi đấy. Với những câu hỏi thông hiểu thì các em cần phải tập trung suy nghĩ để đưa ra những cái ý hiểu của mình một cách thật chắc chắn. Và đặc biệt với câu hỏi về viết đoạn, đó là những cái câu hỏi về vận dụng, thì các em phải lưu ý về cái cách viết đoạn nghị luận xã hội, đoạn nghị luận văn học theo đúng những các bước mà các thầy cô giáo đang giảng dạy. Bên cạnh cái việc huy động các kiến thức thì các em phải chú ý lập ý trong quá trình làm bài. Đặc biệt là các em cần phải chú ý đến các cái đơn vị kiến thức khác mà người ta hỏi. Ví dụ như là những đơn vị kiến thức về tiếng Việt, kiểu đoạn để tránh cái việc mất điểm. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay số học sinh tốt nghiệp lớp 9 là 129.210 em, trong đó 69.805 em học sinh được tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, chiếm 55,7%. Tỷ lệ chọi trung bình là 1 chọi phải 1,85.